một cái cây cảnh quen thuộc nhưng mà có tác dụng vô cùng tuyệt vời, đó là cây vạn thọ. Đây, cây vạn thọ mà bình thường chúng ta vẫn được sử dụng để làm cảnh. Cái hoa của nó rất thơm các bạn nhé, cái hoa của nó thơm và một số người cũng biết sử dụng để làm thuốc. Một là theo cái kinh nghiệm dân gian và thứ hai nữa là theo những cái nghiên cứu thì cây hoa vạn thọ có tác dụng kháng viêm rất là tốt. Cái hoa vạn thọ nhé, có tác dụng kháng viêm rất là tốt, được sử dụng trong một số trường hợp như là khi chúng ta bị viêm hầu họng này, viêm phế quản này, rồi đau răng, viêm lợi là chúng ta có thể sử dụng cái hoa này. Ngoài ra còn được sử dụng khi mà chúng ta muốn để lọc máu, rồi để chữa trĩ ra máu là cũng sử dụng hoa này. Sử dụng bằng cách là mỗi một lần là chúng ta lấy khoảng độ 15 gram cái hoa này khô, tức là tương đương với lại 15 cái bông này, nên là trong một lần sử dụng là khoảng 15 bông, tức là khi chúng ta phơi khô là khoảng độ 15 gram là cho một cái liều sử dụng. Thế mỗi một ngày chúng ta uống là 15 gram và chúng ta lấy cái hoa này chúng ta sắc uống, chúng ta sắc để chúng ta uống. Đấy là cái hoa vạn thọ được sử dụng thường là để trồng ở trong dọc theo ngõ, dọc theo ngõ hoặc là một số các cái một số các cái công trình người ta vẫn trồng. Đây là như cái bờ rào ở chỗ vườn đến chỗ tôi là trồng rất là đẹp. Thế còn cái trồng bằng cách là chúng ta lấy cái hạt, lấy cái hạt của nó từ những bông mà khi nó già như thế này thì cái hạt nó là có thể bên trong đã già rồi, thì chúng ta lấy cái hạt về chúng ta gieo lên thì nó sẽ mọc thành các cái cây, các cái đám như thế này. Nếu như chúng ta mà có đất rộng hoặc là có cái đường đi thì chúng ta hoàn toàn có thể trồng cây hoa vạn thọ này để vừa để làm cảnh mà cái hoa của nó tác dụng để làm thuốc. Tôi nhắc lại, đó là tác dụng thứ nhất là để chúng ta lọc máu, thứ hai nữa để chữa trĩ ra máu, thứ ba nữa là cho trường hợp, một số trường hợp đối với lại bệnh hô hấp như là viêm phổi này, rồi ho gà này, rồi viêm phế quản này, rồi viêm họng này, là chúng ta có thể sử dụng cái hoa vạn thọ này với liều là khoảng 15 gram cho một lần sử dụng, là chúng ta chỉ lấy hoa này về chúng ta sắc uống. Còn muốn bảo quản thì chúng ta lấy cái hoa này về chúng ta phơi khô, phơi hoặc sấy khô, bởi vì cây này nó có mùi tinh dầu rất là thơm. Nếu chúng ta muốn phơi thì chúng ta nên là phơi âm can, tức là không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Còn nếu mà sấy thì chúng ta nên sấy lạnh nha các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy nhá, đẹp mà thơm, đẹp và rất là thơm. Đấy, hồi nhỏ thì vẫn được trồng để làm cảnh. Đấy, cái này cái cánh nó, số lượng cánh nó ít hơn, thơm nức luôn. Đấy, thì chúng ta chỉ cần đến cái mùa nó nhiều, chúng ta lấy cái hoa này về, chúng ta tách ra lấy cánh, toàn bộ phần cánh là chúng ta cứ tách ra, chúng ta phơi khô, phơi hoặc sấy khô, nhưng mà nếu mà sấy chúng ta sấy lạnh nhé, thì khỏi tinh dầu nó bay mất, nó phí. Đấy, còn nếu chúng ta phơi thì nên phơi âm can, không phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Đấy, đến cái mùa mà cái quả nó già, chúng ta lấy những cái quả già này này, đấy bên trong cái hạt này này, cái hạt như thế nó đã già nhé. Đấy, hạt như thế nó đã già, chúng ta lấy cái hạt này chúng ta gieo lên thì nó sẽ mọc thành các cái cây khác nữa cho cái vụ mới, đúng không ạ? Đấy, thấy nhá, hoa rất là nhiều, dày luôn. Đấy, một cây này này, hoa nó dày chi chít. Chúng ta chơi, tất nhiên hoa đẹp có thể chơi rồi, nhưng mà còn trong trường hợp mà chúng ta muốn lấy nguyên liệu thì chúng ta có thể trồng ở những nơi khác, thì chúng ta tách ra để tách ra lấy nguyên liệu. Đây, cái cây này, hoa cái này đặc biệt là cánh rất là nhiều, cái giống này, thấy không, giống này cánh nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta lấy nguyên liệu thì chúng ta nên trồng cái cánh, loại cánh, cánh kép này, rất là nhiều cánh. Đây, chúng ta nhìn thấy nhá, rất là nhiều cánh luôn, nhiều dày chi chít. Đấy, tác dụng lọc máu, đúng không ạ? Tác dụng lọc máu, rồi chữa ho, viêm họng, viêm phế quản. Đấy, thơm, trồng thì rất là thơm. Chúng ta có thể sử dụng vừa để làm cảnh, vừa làm thuốc, rất là tốt. Nhá, cây vạn thọ nhá, các bạn nhá. Nhớ là cái hoa vạn thọ, cũng có người gọi là cái cúc vạn thọ. Đấy, có người gọi là cái cúc vạn thọ. Đấy,
Cúc bạn Thọ nha. Nếu các bạn mà còn quan tâm tới các cái vấn đề về dược liệu hoặc là thông tin sâu hơn về cái Cúc bạn Thọ này thì tôi sẽ trả lời thêm cho các bạn. Các bạn hãy để lại comment cho tôi ở dưới video này. Xin cảm ơn và chào các bạn.